Loạt đấu thứ hai của buổi chiều ngày hôm nay giữa các thủ FC 84 và 6:30, trận đấu tối quan trọng của giải đấu, khi mà FC 84 lúc này họ đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Và trong một cục diện mà đội bóng này anh quần xanh và bảo vệ khung thành phía bên tay trái với những cầu thủ như sau. Tuy nhiên trước tiên chúng ta đã đến với quả đá phạt dành cho FC 84. Người thực hiện là Xuân Phong, chơi rất hay trước đối thủ và giành chiến thắng có thể nói là thuyết phục. Trung Hiếu phạt công dành cho 6:30, vẫn còn không vào, bóng tìm đến xa găng và nó mở ra cơ hội phạt công dành cho 84, kịp không? Rồi, xử lý rất bình tĩnh, vẫn không vào. Bây giờ thì bóng lại tìm đến xa cột dọc, bóng đập vào người của thủ môn bật ra. Cơ hội dành cho 84, cú ra chân rất nhanh của Xuân Phong, nhưng vừa rồi thì thủ thành bên 6:30 đã nhanh hơn. Phản xạ tuyệt vời của Mạnh Cường, đường chuyền tốt. Cơ hội tấn công dành cho 6:30, vẫn không vào, vẫn chưa thể chiến thắng được thủ thành bên phía các thủ 84. Cú dứt điểm đến đúng vị trí của thủ thành áo vàng, và có lẽ sau những cú sút liên tiếp của 6:30 thì thủ thành khận này không đeo găng và chắc chắn anh sẽ đau tay. Trong rất nhiều những cơ hội mà họ bỏ lỡ, tỷ số là 1-0, không có bất cứ một sai lầm nào trong cú sút thứ ba này nữa. Cú dứt điểm chìm đi hiểm hóc và buộc thủ thành bên phía 84 phải vào lưới nhận bóng lần đầu tiên trong trận đấu này. Ngay lập tức thì lưới của 6:30 cũng đã rung lên, và đó là tình huống đốt lưới nhà, pha đốt lưới nhà của Văn Thắng, pha bóng mà các cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng xanh đã không có được những sự tập trung và phối hợp với nhau tốt. Đội chuyển tốt, cơ hội dành cho 6:30, có vẻ như đã có tình huống chơi bóng chuyền và một chiếc thẻ vàng bó trắng. Đặng Tuấn Phong dứt điểm, vẫn còn, nhưng sau đó là cú sút xịt, quyết định dứt điểm ngay chứ không phải là một đường trả ngược. Phản công dành cho 6:30, cần phải chắc chiêu, dứt điểm không vào, bóng tìm đến mép lưới đã được bắt đầu. Kết thúc hiệp 1 thì cả hai đội bóng đang hòa nhau với tỷ số là 1-1. Một hiệp đấu thực sự hấp dẫn được tạo nên bởi những phút. Và đang còn nói về 6:30 thì họ đã để thủng lưới và chết thực cơ rất nhanh của cầu thủ bên 84. Và đó tiếp tục là Trung Hiếu. Không phải, như vậy đó là đường chuyền, dứt điểm, vẫn có bàn thắng dành cho cầu thủ 84. Tưởng chừng như cú sút đầu tiên đã mang đến những sự nuối tiếc, nhưng sau đó bóng bật ra và đến đúng vị trí mà đồng đội của anh đang chờ sẵn. Tỷ số bây giờ là 3-1. Vốn là người đang đứng trước bóng, Minh Hiếu, cú sút khá nguy hiểm. Phòng ngự chơi rất tập trung. Minh Đức, trong khi đó những pha rất nguy hiểm và đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 dành cho 6:30. Một pha bóng bất ngờ, bóng cũng đã đẩy ra và bên phía 6:30 người lập công là số 88 Hà Thanh Bình.
Cơ hội đã được nhen nhóm với đội bóng áo xanh. Có bóng, đánh đâu. Minh Hiếu, bóng cắt ngang không thành, rất nguy hiểm. Thêm một lần nữa, cầu thủ mang áo số 88 lại rất lộc, giống như số áo mà anh đang mang. Phát và hai lần phát luôn. Những sự ám sát khó chịu của các cầu thủ 84 mang lại cho họ rất nhiều những cơ hội. Vừa rồi suýt chút nữa đã có siêu phẩm được tạo nên. Lối chơi của Xuân Phát. Minh Đức. Không được. Sẽ chỉ là quả phát bóng lên. Tình huống dứt điểm từ xa đây mà dựa vào may rủi. Và đúng lúc này thì tiếng gọi khép lại trận đấu đã vang lên và nhà vô địch của giải bóng đá Trung Minh mở rộng Cúp Sơ Hòa lần 1 năm 2020 đã xác định, đó chính là FC 84. Họ đã vô địch sớm một vòng đấu với việc giành trọn vẹn 4 chiến thắng, 12 điểm số. Và bất luận cho trận đấu cuối cùng kết quả có như thế nào thì cũng không thể ngăn cản được họ là những người sẽ nâng chiếc cúp vô địch sau khi vòng đấu thứ 5 vào tuần sau khép lại. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Với tỷ số là 4-2, họ đã bị dẫn trước. Nhưng bản lĩnh của nhà vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Và những gì diễn ra sau đó là hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta sẽ cùng khép lại trận đấu thứ 2 này tại đây. Và chuẩn bị đến với trận đấu cuối cùng trong buổi tối hôm nay thuộc vòng đấu thứ 4. Đó là cuộc trận chán giữa 246.